Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn giản dị về những việc làm xuất sắc trong một thế giới không ngừng thay đổi. Câu chuyện dựa trên tác phẩm đoạt giải thưởng của John Carter thuộc trường đại học Harvard và đã được sử dụng để hỗ trợ cho hàng ngàn cá nhân và tổ chức. Chuyện kể về một bộ tộc chim cánh cụt hoàng đế tuyệt đẹp sống ở vùng Nam Cực, quanh năm băng giá, trên một tảng băng đã có ở đó từ rất lâu đời. Rồi một hôm, một chú chim cánh cụt hiếu kỳ phát hiện mối hiểm họa có thể xảy ra, đe dọa quê hương của chúng. Nhưng gần như không một ai trong bộ tộc cánh cụt chịu nghe lời cảnh báo này. Câu chuyện của họ xoay quanh những cản trở công cuộc đổi mới và hành động quả cảm, quanh những chướng ngại có vẻ khó vượt qua, với những sách lược khôn ngoan nhất để giải quyết những chướng ngại đó. Các nhân vật trong câu chuyện như anh chàng Fred, cô nàng Alice, ông Louis, Birdie, ngài giáo sư và ông No-No giống như những con người mà chúng ta thường gặp và cũng có thể là hình ảnh của chính chúng ta. Câu chuyện tảng băng tan. Bộ tộc chim cánh cụt hoàng đế sống ở vùng Nam Cực quanh năm băng giá, trên một tảng băng đã có ở đó từ đời nào rồi. Quanh nó là biển cả dồi dào thực phẩm, trên bề mặt tảng băng là những bức tường tuyết sừng sững đời đời che chắn cho bộ tộc chim cánh cụt khỏi những cơn bão khủng khiếp vào mùa đông. Bất cứ chim cánh cụt nào cũng có thể nhớ, từ bao đời nay chúng luôn sống trên tảng băng ấy. Nếu có lúc nào đó bạn tìm thấy thế giới đầy tuyết giá của chúng sẽ nói với bạn rằng: đây là quê hương của chúng tôi, và đây sẽ mãi mãi là quê hương của chúng tôi. Mọi thành viên trong bộ tộc học cách sống nương tựa lẫn nhau, chúng cư xử với nhau như một đại gia đình. Cánh cụt có tập quán chỉ kết hôn với một đối tượng, chế độ một vợ một chồng. Gia đình được xây dựng trên nền tảng tình yêu và hôn nhân. Các cánh cụt khác đi săn mồi ngoài biển và dành phần lớn thời gian quây quần bên gia đình và bạn bè. Ngoại trừ Fred, chàng ta rất hiếu kỳ và thích quan sát. Chàng thường tha thẩn một mình và ghi chép những điều quan sát được. Fred có một chiếc cặp chứa đầy những điều quan sát thấy cùng những ý tưởng đúc kết được. Một ngày nọ, chàng ta nhận thấy có một số thông tin mà chàng thu thập được ngày càng trở nên đáng lo ngại, với các dấu hiệu báo động rằng tảng băng của chúng ta đang tan và chẳng bao lâu nữa nó sẽ vỡ ra. Các tảng băng không giống như những viên nước đá, chúng có thể có những rãnh nứt bên trong gọi là kênh. Những con kênh này có thể dẫn đến hình thành những bong bóng khí khổng lồ gọi là hang. Nếu băng tan đủ đến mức nào đó, những rãnh nứt này sẽ lộ ra mặt nước biển. Lúc đó, nước biển sẽ chảy ùa vào các kênh và hang này. Trong suốt mùa đông giá lạnh, những kênh hẹp chứa đầy nước này có thể đóng băng rất nhanh, chặn nước lại bên trong các hang. Nhưng khi nhiệt độ hạ xuống ngày càng thấp, thì nước trong các hang cũng sẽ đóng băng. Bởi vì chất lỏng đóng băng thường trương nở thể tích rất lớn, nên tảng băng có thể bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Ôi, mình phải làm gì bây giờ? Bộ tộc cánh cụt có hội đồng lãnh đạo được gọi là nhóm 10 vị. Alice là một trong 10 vị xếp sau này. Đó là một nàng cánh cụt gan góc, thực tế, nổi tiếng là bậc nữ lưu tài năng. Fred đi gặp và dẫn Alice nhảy xuống biển, sau đó chỉ ra những rãnh nứt và những dấu hiệu khác thường nhìn thấy do băng tan gây ra. Alice lại theo Fred bơi sâu vào lòng tảng băng, rồi tiến dần đến một cái hang rộng chứa đầy nước biển để tận mắt thấy rõ những dấu hiệu này. Nào, anh hãy đưa tôi đến nơi mà anh nghĩ là cho thấy rõ nhất vấn đề đi. Tảng băng đang tan và chẳng bao lâu nữa có lẽ nó sẽ vỡ ra. Alice bàng hoàng về những gì mà nàng ta nhìn thấy. Điều này quá là ghê rợn. Tôi phải nói điều này với hội đồng lãnh đạo. Tôi sẽ chuẩn bị bài thuyết trình để thuyết phục họ. Fred cảm thấy bớt căng thẳng vì có Alice chia sẻ lo lắng, nhưng chàng ta vẫn cảm thấy tệ hơn vì chàng ta chưa tìm ra giải pháp nào. Và chàng ta cũng không thích lời cảnh báo của Alice rằng sẽ có vài cánh cụt không muốn nhìn thấy bất kỳ vấn đề nào cả. Khi báo cáo cho hội đồng bộ tộc về vấn đề này, Fred nảy ra một ý tưởng. Anh ấy dùng một cái chai thủy tinh mà anh ấy nhặt được ở bờ tảng băng. Anh ấy đổ đầy nước vào chai, đóng nút lại thật chặt và vùi dưới băng một đêm. Và nếu giả định anh ấy đặt ra là đúng thì cái chai sẽ vỡ ra vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Fred tìm lại và trình ra cho hội đồng xem cái chai thủy tinh chứa nước đã bị bể. Tôi phải thông báo cho tất cả biết. Cơn ác mộng đó sẽ trở thành hiện thực. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Có thật là tảng băng của chúng ta đang tan ra? Mọi thứ sẽ kết thúc. Hãy thôi phàn nàn mà bắt đầu suy nghĩ đi. Cô nàng Alice đã đề nghị họ nên nhanh chóng tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề băng tan bằng việc bàn bạc với những cánh cụt khác trong bộ tộc. Một nhóm 5 người gồm Louis, Alice, Fred, Birdie và giáo sư suy nghĩ về giải pháp. Chúng ta hãy khoan xuống lớp băng đến các bong bóng nước bên trong và hút nước ra giống như bị khai thác dầu mỏ. Với tất cả 268 chim cánh cụt của bộ tộc chúng ta thì
đồng tâm cùng làm cũng phải mất 5,2 năm để hoàn tất việc này đấy. Chúng ta hãy chuyển nhà đến khu trung tâm Nam Cực, nơi ấy băng dày và vững chắc hơn nhiều. Nơi ấy quá xa biển, làm sao chúng ta bắt cá? Hay nếu chúng ta dùng một loại keo siêu dính dán thẳng băng lại thì sao nhỉ? Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Fred đang nhìn một dàn mòng biển. Bởi vì thông thường thì mòng biển không sống ở vùng Nam Cực, nên anh cứ nhìn chăm chăm. Phải một tấm cục nhỏ màu trắng đang bay không? Hẳn nhiên là không rồi. Cái cậu nhìn kìa, loài mòng biển không thể bay mãi, chúng cũng cần phải có tổ ở đâu đó. Ý của anh là nó di cư? Tôi nghĩ là nó bị lạc xa lắm rồi, nhưng trong nó chẳng có vẻ gì sợ hãi cả. Phải chăng di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác là cách sống của nó? Và có thể đấy là một chú chim chính xác đang đi dò vùng đất mới cho đàn của nó di cư đến. Thế thì chúng ta cũng không cố gắng để sửa tảng băng. Chúng ta chỉ nên đối mặt với sự thật là tảng băng dưới chân chúng ta sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Ý tưởng cũng không mới nhỉ? Louis tập hợp một cuộc họp hội đồng lần nữa để xác định lại chiến lược mới. Chúng ta sẽ di chuyển liên tục. Chúng ta sẽ không chôn chân vào tảng băng của chúng ta. Nhóm trinh sát nên đi trước và tìm ra các tảng băng mới. Hãy chuẩn bị đội trinh sát và tìm ra nơi phù hợp nào. Một vài vị lãnh đạo nghĩ rằng cần một người dẫn dắt và bắt đầu vận động ông Louis. Lúc này, ông Nono và các bạn của ông ta tiên đoán về các cơn bão và các mối hiểm họa. Thượng đế đang nổi giận và sẽ trừng phạt. Ôi, các thần linh đang nổi giận. Họ sẽ thả một con cá voi săn khổng lồ để xe tới hết chúng ta. Chúng ta phải dừng ngay cái trò vô cư ngu xuẩn này ngay lập tức. Những lời đe dọa nêu khó khăn từ miệng ông Nono làm ngay càng nhiều thành viên chán nản và bỏ học. Và điều này tạo ra xung đột trong nội bộ các vị lãnh đạo. Louis đã làm công tác vận động tư tưởng một cách thẳng thắn và trực tiếp đến ông Nono. Trong tương lai, việc dự báo thời tiết sẽ quan trọng hơn và họ cần đưa thêm khoa học vào phương pháp dự báo thời tiết của họ cần nhắc nhé. Đủ rồi, bạn ơi tránh xa tôi ra. Ông Louis cũng trực tiếp xử lý những cánh cục đang vận động hành lang để trở thành thủ lĩnh của nhóm trinh sát. Ông phân công Buddy theo kế hoạch là nói chuyện với cô giáo nhà trẻ. Chào cô giáo, tôi muốn cô hãy nói với các bé học trò cánh cục rằng các bé có thể trở thành người anh hùng bằng cách làm điều gì đó cho bộ tộc. Cô giáo tập hợp đám học trò nhỏ lại, kể cho chúng nghe về những câu chuyện, các hành động, những anh hùng giúp đỡ những người khác trong hoàn cảnh khó khăn và luôn biến đổi. Cô tìm được một số câu chuyện hay và say sưa kể cho chúng. Cô giải thích rằng bộ tộc đang cần những anh hùng để đối phó với những thử thách mới. Vì vậy, tất cả mọi người, kể cả những bé nhỏ tuổi nhất cũng có thể giúp. Bọn trẻ rất thích được như vậy. Sally Ann là một học trò nhỏ, nhưng trong đầu bé đầy những câu chuyện mới về hành động anh hùng. Trên đường đi học về, bé gặp Alice. Giống như mọi đứa trẻ vẫn thường làm khi chúng không hiểu rõ, bé tiến đến gần nhân vật quan trọng này và nói: Cô ơi, làm thế nào cháu trở thành anh hùng hả cô? Alice dừng lại nhìn bé. Nếu cháu có thể làm cho cha mẹ hiểu rằng quý tộc trưởng cần sự giúp đỡ của họ, đặc biệt là trong việc săn bắt cá để cung cấp cho nhóm trinh sát, thì cháu đúng là một anh hùng rồi đó. Bé hỏi lại với vẻ ngây thơ tràn đầy hy vọng của trẻ thơ. Chỉ có thế thôi sao? Hôm sau, bé kể lại cho bạn bè nghe. Bé có rất nhiều bạn, và từ những cuộc trò chuyện này, một ý tưởng được hình thành. Ý tưởng đó được gọi là ngày tôn vinh anh hùng của chúng ta. Nhóm trinh sát được thành lập và nhanh chóng có gần cả một tá chú cánh cục xin gia nhập đội quân này. Fred được yêu cầu chọn ra một nhóm trinh sát gồm các cánh cục ưu tú, khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết, phối hợp lập chương trình hành động và cử họ đi tìm những vùng đất mới có thể sinh sống được ngay vào ngày hôm sau. Rồi lần lượt từng chàng trinh sát trở về. Vừa về đến, các trinh sát bắt đầu kể lại những câu chuyện ly kỳ về biển cả, về những đoạn đường phải bơi thật xa và về những tảng băng mới mà họ nhìn thấy. Tất cả mọi người vây quanh lắng nghe. Fred tỏ ra vô cùng phấn khởi về việc họ đã làm. Đám đông hò reo hoan hô, nhóm trinh sát sung sướng há mỏ cười rạng rỡ. Họ nở nụ cười tươi nhất của loài chim cánh cụt. Nhóm trinh sát rất đói, họ sung sướng ăn những con cá mà các cánh cụt khác đã mang đến lễ hội. Khi họ ăn xong, bé Sally Ann và các bạn nhỏ của mình tròn dây ri băng quanh cổ các chàng trai. Những dây ri băng này do chính các em làm. Mỗi dây đều gắn một huy chương làm bằng nước đá sáng lấp lánh, có khắc chữ đơn giản: anh hùng. Vị tộc trưởng cánh cục hỏi cả nhóm: Các bạn đã tìm hiểu được những gì? Các bạn có thể tìm thấy tảng băng nào đủ lớn trong tình trạng thật tốt, có thể bảo vệ trứng của chúng ta trong suốt mùa đông,
và không quá xa để trẻ em và các cánh cụt cao niên có thể di chuyển đến đó an toàn không? Một lần nữa, trong những hoàn cảnh đầy thử thách, bộ tộc đã tiến thêm một bước vô cùng quan trọng. Fred và nhóm trinh sát đã thành công trong việc tạo ra một chiến thắng trước mắt. Đó thực sự là một chiến thắng vang dội. Vào lúc này, việc thu gom cá dành cho nhóm trinh sát đã trở thành một thói quen trong đời sống hàng ngày. Rất nhiều cánh cụt cùng góp sức, điều này thật đáng ngạc nhiên. Sau đó có thêm nhiều cánh cụt xung phong gia nhập đợt trinh sát thứ hai. Dù họ biết rằng sứ mạng chỉ chọn lựa một tảng băng duy nhất để cư ngụ, đòi hỏi rất nhiều công sức. Ông Louis chọn những cánh cụt xung phong lập thành một đội, rồi cử họ đi thám hiểm những tảng băng đã được đợt trinh sát thứ nhất khám phá, và những tảng băng này có khả năng trở thành nơi cư ngụ mới. Vào ngày 12 tháng 5, ngay trước khi mùa đông ở vùng Nam Cực bắt đầu, bộ tộc cánh cụt khởi sự chuyến di cư đến vùng đất mới. Thời điểm này rất thích hợp, không sớm chút nào. Cuộc di chuyển có đôi khi hỗn loạn, có lúc vài cánh cụt bị lạc làm cả bộ tộc hốt hoảng. Nhưng rồi những cánh cụt này tìm được đường về đến đàn và phần lớn mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp. Với sự lãnh đạo tài tình của mình, ông Louis được cả bộ tộc khâm phục. Tuy nhiên, không vì thế mà ông cho phép niềm tự hào của mình biến thành sự kiêu căng. Mùa đông trôi qua, bộ tộc cánh cụt gặp rất nhiều khó khăn. Nơi ở mới rất khác lạ, nhưng những khó khăn ấy đều không dễ sợ như họ đã tưởng. Mùa sau, các trinh sát lại tìm được một tảng băng mới còn tốt hơn, rộng lớn hơn và có những vùng săn bắt cá trù phú hơn. Mặc dù có thể nói rằng bộ tộc đã đổi mới rất nhiều và nên an cư mãi mãi trên vùng đất mới, nhưng họ không làm vậy, họ lại di cư. Đây là một bước quan trọng, không trở nên tự mãn và không sa sút sức chiến đấu. Bạn có thể hình dung là việc chuẩn bị cho chuyến di cư thứ hai ít gian khổ hơn chuyến di cư thứ nhất. Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đến đó. Tại sao lại di cư lần nữa? Ở đây tốt quá rồi mà. Ai biết đâu, miễn sao có cá ngon trong vùng đó. Tôi khoái làm trinh sát. Có lẽ bạn nghĩ rằng câu chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây, nhưng chưa đâu. Ngay cả khi họ tìm thấy một tảng băng hoàn hảo, họ vẫn tiếp tục đi tìm các tảng băng khác hoàn hảo hơn, sống chung mục trở thành văn hóa của họ. Theo thời gian, bộ tộc ngày càng hùng mạnh, họ thuần thục hơn trong việc xử lý những mối nguy hiểm mới, hay ít ra thì họ cũng học hỏi được nhiều điều từ sự cố băng tan thổ nào. Họ đã học được những bước cụ thể cần có để thích nghi với những hoàn cảnh mới, và cũng hợp tác để vươn tới một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ thì chúng ta cùng tóm lược lại nào. Fred phát hiện ra tảng băng đang tan, và rồi từng bước mà các bộ tộc đến cục đã làm. 1. Làm cho mọi người trong bộ tộc ý thức được nhu cầu bức thiết trong việc giải quyết vấn đề khó khăn. 2. Chọn ra một nhóm ưu tú đảm trách việc chỉ đạo công cuộc đổi mới. 3. Tìm ra một viễn cảnh hợp lý về một tương lai sáng lạng hơn. 4. Tuyên truyền viễn cảnh đó để mọi người thấu hiểu và chấp nhận nó. 5. Tháo gỡ mọi chướng ngại thực sự cản trở hành động. 6. Nhanh chóng tạo ra một vài thành công nào đó. 7. Không được lơi lỏng cho đến khi một lối sống mới hình thành vững chắc. 8. Và cuối cùng, đừng để những lề thói, nếp nghĩ lạc hậu ngoan cố lấn áp những đổi mới. Tác giả trình bày cho chúng ta thấy cách thức bộ tộc chim cánh cụt sử dụng những bước công việc cụ thể trong những tình huống nghiệt ngã mà dường như chúng không biết gì về các bước ấy. Bạn có thể quan sát từng bước trong tiến trình mà các cánh cụt khôn ngoan đã thực hiện để đạt được thành công. Đây là quy trình 8 bước quản trị sự thay đổi của John Carter. Cần thay đổi. 1. Tạo nên tính cấp bách. Hãy giúp người khác nhận ra nhu cầu đổi mới và tầm quan trọng của việc gấp rút hành động. 2. Thành lập nhóm dẫn đường. Hãy chọn ra một nhóm hùng mạnh để chỉ đạo công cuộc đổi mới. Nhóm này phải có khả năng lãnh đạo, được tín nhiệm, có khả năng tuyên truyền, có uy thế và có khả năng phân tích nhận thức được đổi mới là nhu cầu bất thiết. Định hướng thay đổi. 3. Xây dựng tầm nhìn và chiến lược. Làm cho mọi người thấy rõ sau khi đổi mới, tương lai sẽ khác ra sao so với quá khứ và làm cách nào để biến đổi tương lai đó thành hiện thực. 4. Truyền đạt tầm nhìn thay đổi. Làm cho càng nhiều người hiểu và chấp nhận viễn cảnh và chiến lược càng tốt. Thay đổi hành vi. 5. Trao quyền cho nhân viên triển khai và loại bỏ những rào cản. Tháo gỡ hết mọi chướng ngại để những ai muốn biến viễn cảnh đó trở thành hiện thực đều có thể làm được điều đó. 6. Tạo ra các chiến thắng ngắn hạn. Tạo ra những thành công cụ thể cho mọi người nhìn thấy càng sớm càng tốt. Thay đổi bền vững. 7. Củng cố lợi nhuận và tạo ra nhiều sự thay đổi hơn.
thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, mạnh hơn sau những thành công đầu tiên, kiên quyết đi tới cùng và không ngừng đổi mới cho đến khi viễn cảnh đó trở thành hiện thực. 8. Xây dựng thay đổi trở thành văn hóa của doanh nghiệp. Nắm giữ những cách làm mới và chắc chắn rằng những cách làm này thành công đến khi chúng đủ mạnh để thay thế những thói quen nếp nghĩ cũ. Một khi bạn bắt đầu nghĩ về bài học trên, bạn sẽ nhận thấy có những tảng băng đang tan hay những tảng băng sắp tan đang hiện hữu mọi nơi. Hãy hỏi mình những câu hỏi: tôi có đang sống trên một tảng băng đang tan hoặc có thể tan hay không? Và ở quanh tôi, ai là ông Nono? Ai là Alex? Ai là Fred? Còn tôi là ai? Bạn có chắc chắn rằng tảng băng của bạn không bị tan ra chứ?